trai đẹp Vbiz đội nóc lên đầu. Anh Tú sơ mi trắng bảnh trai tới ủng hộ Diệu Nhi, ai ngờ gặp kiếp nạn phút cuối. A few minutes later. Em đưa bọn em về à? Không. Bọn em ở lại, em không đưa về đâu. Đấy, đi vào đây. Đấy, cứu cuộc đời nha. Lâm Bảo Châu gồng hết sức ra dáng trưởng bối nhưng hơi fail. Dương Tuấn Kiệt, chồng Thanh Hằng cứ rảnh là thành trợ lý bất đắc dĩ cho vợ. Không chỉ đẹp trai thu hút, những nam thần Vbiz này còn cực kỳ yêu chiều nửa kia của mình. Điển hình là từng khiến dân tình xôn xao vì những hành động siêu tinh tế. Anh Tú đang là một trong những anh chồng trẻ khiến hội chị em mê đắm vì vừa điển trai lại vừa yêu chiều vợ vô cùng. Gần đây thôi, anh Tú vừa xuất hiện tại chung kết show ca hát mà Diệu Nhi tham gia để cổ vũ cho vợ. Chàng ta mặc áo sơ mi trắng cực điển trai, lặng lẽ bước vào hội trường và ngồi theo dõi từ đầu tới cuối. Chờ vợ hoàn thành tất cả cũng đã phải 2 giờ đêm rồi nên hai vợ chồng chuẩn bị chuồn êm, nhưng kiếp nạn lúc này mới kéo đến. Hết Lan Ngọc lại đến Diệp Lâm Anh chạy ra ngăn cản Diệu Nhi về cùng anh Tú. Thế là anh chàng từ thuyết phục để đưa vợ về tới đành phải từ bỏ để vợ ở lại chơi mình về trước. Sau cùng là bị kéo ở lại luôn không cho về với lý do Nhi sẽ uống cùng hội chị em, cần người chăm sóc. Đặc biệt chỉ qua một vài cuộc đối thoại qua lại giữa anh Tú và các chị đẹp mà dân tình đã được ăn đường siêu ngọt với câu nói của anh Tú rằng không cần vợ thắng vì Nhi đi thi lâu quá. Và Lan Ngọc như nói ra nỗi lòng của mọi người rằng nhớ vợ hay gì khiến chồng chị Nhi càng ngại hơn. Tình trẻ Lâm Bảo Châu từ khi yêu chị đẹp Lệ Quyên đã ngày càng chững chạc và nam tính hơn xưa. Không chỉ luôn kề vai sát cánh với nữ hoàng phòng trà trong mọi trường hợp, anh chàng còn không ngại làm thân với cả con trai của người yêu luôn. Gần đây dân tình bắt gặp cảnh Lâm Bảo Châu đưa bé Kỳ Anh, con trai Lệ Quyên tới xem tổng duyệt một show ca nhạc mà chị đẹp tham gia. Hai chú cháu lặng lẽ đi vào hàng ghế gần cuối và cùng ngồi xuống xem Lệ Quyên luyện tập trên sân khấu. Từ phong thái tới cử chỉ Lâm Bảo Châu đều tỏ rõ mình là một trưởng bối, thế nhưng nhìn vào dân tình lại bình luận hai người trông kiểu gì cũng như anh em, chứ không giống bậc cha chú với con cháu. Chuyện Lâm Bảo Châu thua Lệ Quyên tới 12 tuổi là một khoảng cách khó mà san bằng được. Con trai Lệ Quyên cũng đã khá lớn và cao nữa nên dù cố gồng thế nào thì Lâm Bảo Châu vẫn hơi fail với kèo này. Diên Tuấn Kiệt là anh chồng đội vợ đúng nghĩa trong Vbiz, kể từ khi công khai và đám cưới là lúc nào cũng kè kè cạnh Puka không rời, lại còn có thói quen nắm tay nhau khắp mọi nơi càng khiến dân tình mê hơn. Sự kiện đi chung thì không nói làm gì, nhưng không ít lần Puka đi làm một mình mà Diên cuối cùng vẫn chạy tới đón, khi thì đi ô tô, khi thì đi xe máy, có lần còn mua cả bó hoa tươi thật to chạy tới tận nơi vợ đóng kịch tặng rồi đón về nhà luôn nha. Hình ảnh Diên Tuấn Kiệt vào tận phòng trang điểm, giúp Puka xếp đồ, chờ vợ giao lưu cùng fan thoải mái, rồi sau đó lại lái xe chở vợ về nhà nào có khác hình ảnh trợ lý chút nào. Chồng nhà người ta tuyệt vời vậy đấy. Bảo sao không ghen tị cho được, không quá phô trương hay khoe ân ái, nhưng anh chồng nhạc trưởng của chị đẹp Thanh Hằng cũng tuyệt vời lắm nhé. Có lần chị siêu mẫu đi làm và được anh chồng tháp tùng chở tới tận nơi, sau đó khi vợ vào trong làm việc thì anh ngồi ngoài cả một buổi chờ đợi vợ làm việc xong sau đó lái xe trở về nhà. Lại có lần anh xã nhà chị đẹp còn mặc áo FC của vợ ra ngoài nữa cơ, khoảnh khắc ấy được chính Thanh Hằng khoe lên đầy tự hào luôn. Vừa là chồng, thi thoảng thành trợ lý, xong rồi lại thành trưởng FC, anh rể của fan Thanh Hằng bao thầu mọi vị trí luôn. Cứ bảo sao Thanh Hằng sau khi kết hôn ngày càng mềm mại, nữ tính, hay cười, ngọt ngào ra bao nhiêu, chính vì có anh chồng trưởng thành và quan tâm vợ như thế này đấy.